Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây là cái cặp vỏ thùng loa hỏa tiễn đôi 40. Em đã tháo tung ra nhé. Và đây là nguyên cả đấy, nguyên nguyên kiện. Đã gắn tem. Chờ các bác chốt đơn. Đấy. Thì đây, vỏ thì bên trong thùng đây là nhà xưởng người ta bắn sẵn bông này. Đây là dưới này cái hậu này. Đấy, các bác về là tháo hậu ra xong là bắn phân tần vào dưới đấy này, dưới đáy này, bên cạnh này bắn đầu bắn nhá. Còn đây là nguyên kiện, chỉ tháo mỗi lưới thì là nó có quả định hướng bát, có họng kèn cho nó tép. Em lưu ý này, ví dụ các bác lắp tép neo thì không phải kê nhá, còn nếu mà lắp tép thường ấy các bác về phải mua mấy con EQ 18 hoặc EQ 17 hoặc là EQ 19, tức là bu lông 17 cũng bu lông mũ 19 hoặc mũ 17 nha. Các bác kê lên đây xong bắn con ốc này xuống. Đấy, ốc này khá là giả thì là họng kèn nó sẽ cao hơn nếu mà tắp từ thường, còn từ neo thì không cần. Nếu mà bát của các bác là cái bát mà nắp chấn bụi của nó nõm xuống ấy, thì cứ nắp vào xong đánh thử thôi, nếu mà có cảm giác là hơi chạm các bác phải kê lên. Đấy, cái này em khuyên thật, bởi vì hàng đây em lấy về là nó cũng có thế thôi chứ không có gì cả. Đây bên này là cái mặt bích mà đã tháo sẵn ra rồi, tất cả là vanh nỗ cho loa 15 mới đỉnh, tức là bát 40. Đấy. Thùng này khá là nặng nhé, riêng cái tấm gỗ này thôi đã vào 12 cân rồi này. Đấy. Nguyên cái thùng này tí em cân lên là xem là bao nhiêu cân. Đấy. Đây nhá, tất cả hãng cái họng kèn này với cổ định hướng này em tháo sẵn rồi. Để đây là em úp mặt xuống cho các bác nhìn này. Các bác nắp là phải tháo hai cái kia ra. Tháo hai cái kia ra. Đấy. À tháo một thôi, tháo một cái họng kèn thôi, còn cái quả định hướng cứ để đấy. Thì đây là có ốc chôn gen, bên xưởng đã làm sẵn rồi. Tất cả là ốc chôn gen hết nhé, nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Và vách thoát hơi thì là theo cái kiểu nó dạng hom này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6. 6 vách thoát hơi thì nó sẽ đi ra là 4 lỗ thoát hơi. Đây, 4 lỗ thoát hơi vừa là lỗ tay sách vào đấy luôn. Thì các bác luồn dây tép thì luồn theo cái dây này, nó sẽ vòng qua cái lỗ thoát hơi trên kia. À vòng qua lỗ này, lỗ giữa này nhá, hoặc là lỗ trên góc này cũng được, cứ luồn nó giữa đi, xong luồn qua cái vách thoát hơi. Nó có một vách ở đây là cái vách này, thì các bác đấu luôn. Thì cái này nhiều các bác là tham, em không hiểu các bác tham là cái gì. Họng này là 60 bùa 60 90 nhé, họng này là một chiều là 60, một chiều bùa là 90, bên cạnh là 60, trên xuống dưới là đâu cạnh này là 90 này, bên lên trên xuống dưới là 60 này. Thì nếu như các bác nắp hai cái họng kèn này một thùng thì nó sẽ kêu to hơn. Có một cái điểm đặc biệt chú ý ở đây, đó là các bác nắp thế thì nó sẽ bị chồng chéo một số tần số ở cái điểm, một số khoảng tần số các bác đứng ở cạnh loa tầm 1 mét thì nghe rất là to, nhưng mà đi xa ấy, thì là cái tiếng tép nó sẽ bị triệt tiêu gần như là hết, nó cộng hưởng hai cái kèn này. À, các bác nắp hai họng kèn trên một thân thùng cũng được, nhưng mà khi âm thanh mà các bác mở lớn thì các bác đứng xa tầm 5-8 mét nó không hiệu quả bằng một kèn. Cái này em nói đúng nhá. À, còn các bác nào bảo em nói sai thì này tùy. À, các bác trình độ giỏi hơn em không nói nhiều. Thế thôi. À, thì em lưu ý cho các bác là các bác nắp như này thôi. Hoặc không thì các bác có thể là bỏ hết họng kèn đi. Bỏ cổ định hướng đi này. Bỏ họng kèn đi. Các bác nắp cho em là cái bát đồng trục nắp luôn vào cái thùng này. Như thế thì nó thành hai bát, hai tép luôn rồi, kêu cái gì nữa. Nhưng mà nó cũng vẫn có một số điểm gọi là chồng chéo tần số, nên là cũng không ưu tiên lắm. Nên là các bác là cứ nắp như này cho nha. À, một bát rưỡi có thể là chơi đồng trục hoặc là thừa, tùy. Đấy, tùy các bác chơi kiểu gì chơi. À, còn bát trên thì các bác là cứ cái họng kèn là nó phải ở trên. Đấy, thì nó góc mà nó vừa xuống dưới được, vừa lên trên được, sang trái sang phải hai bên được hết. Đấy. Còn đây em sẽ quay cho các bác xem với quà nhá. Thì đây là thùng em vừa có kê lên đây cho nó đẹp. Đấy. Có tem logo của Kenetion này, tem này ngày xưa mua được nhiều, bây giờ mãi mới mua được một ít nữa. Đấy, mua về gắn vào cho nó sang, nó xịn thôi, chứ còn cơ cái gì cũng gì bề chán lắm rồi. Cái gì cũng gì bề chán lắm rồi. Thì đây nhá, vỏ hỏa tiễn 2 bát 40, hỏa tiễn đô 40, có tay sách này, sơn sần cát, có thanh dây này, dây bên cạnh, có lỗ dây trên này, dưới này, bên kia cũng thế. Trên nóc thì không có gì đâu, trên nóc nó chỉ có hạ cấp là để bắn chân, đây hạ cấp là để chân chân chiếc loa nọ nó sẽ ngồi như chiếc loa kia, các bác nhìn thấy chưa? Đấy,
Ok nạ, không là tí lại dầm phát sót cái nòa lắm. Đấy. Ok, thì các bác nào quan tâm đến mẫu thùng này thì liên hệ trực tiếp nhé. Đây là mẫu thùng thay thế cho các, hoặc các bác lắp mới nên hoặc thay thế vào những cái bộ loa đã kém. Các bác chơi 7-2 năm không hiệu quả, các bác dùng loa này tiếng nở nó phóng xa hơn 7-2 năm tí, xa hơn tí bên em một tí thôi, nhưng nó bằng hơn nhiều của các cửa hàng khác. Đấy, và như cái dòng này thì khối lượng thùng nên nó nhỏ hơn 7-2 năm nên là các bác có thể xếp chồng chéo lên nhau được. Đấy. Còn mẫu này các bác mà xếp cùng vào các mẫu extra bát này thì úi xà, những quả kinh luôn, kinh hồn bản vía luôn đấy nhá các bác nhé. Thì các bác nào quan tâm đến mẫu vỏ thùng ga này thì liên hệ trực tiếp với bên em. Đó. Wow, tiễn 2340. Này, quàng bát đây. Còn có vách thoát hơi đây. Đấy. Bên trong thùng thì nhà xưởng bắn nó sẵn bông tiêu rồi. Em không bắn thêm nữa. Em chỉ tháo ra review thôi. Đấy. Cái này về các bác tháo hơi bị khổ đấy nhá. Không phải chuyện đùa đâu. Cái này các bác về tháo hết ốc cạnh này này, ốc dưới này. Cái ốc cạnh đây này, ốc cạnh sách này. Đấy. Xong là các bác luồn cái mũi tô vít hai cạnh vào chọc vào đây này. Gõ bên này một tí, rút ra bên kia tí, mà trên kia cũng thế, tương tự thế. Xong các bác cứ nảy lên kiểu như móc nốt ấy thì là từ từ nó sẽ tháo được ra. Nhiều các bác mua về xong là không biết cách tháo ra nào, gọi video ôi dồi ôi, đúng lúc mà em đang đi nóc công trình ồn ào chẳng nghe thấy gì, xong các bác kêu nền khiếp. Thì đây em nói luôn nhá, chứ không nhiều các bác về không biết là tháo kiểu gì thì cũng nộc ơi nữa thì ui dồi chết rồi. Cái gì cũng nộc ơi. Em nói luôn nhá, các bác về các bác tháo ốc cạnh đây, tháo ốc đây nữa, xong các bác lấy cái tô vít này cạnh chọc vào lỗ này, xong lấy búa cao su gõ đóng vào một tí, xong nảy một tí rút ra, xong bên kia tương tự. Đấy. Và trên kia cũng thế, thì đây tô vít hai cạnh nó sẽ đóng vào mắt này. Đấy. Đóng vào đây nó sẽ giãn nở thùng ra dưới trên, gỗ là gỗ dán nhá, không sợ nước mưa đâu nên các bác dùng thoải mái. Cấu hình này thì các bác cứ cho 80 thoải mái, dỉ ốc thôi, không có sao đâu, không có sao về loa đâu. Nếu như các bác đặt ngửa này các bác dựng loa vào thì em không biết, còn nếu như các bác đặt đứng thùng như trong kia hoặc các bác cho 80 thoải mái, còn nâu mới ướt được cái màng loa. Bây giờ nó có lưới sắt ở ngoài kia kìa, nó chắn kìa, xong đây nữa là còn có kiểu vách này nữa. Đấy. Mà em cũng kể luôn đi nhá, thì góc mở sang hai bên này, góc mở sang hai bên với góc mở lên trên xuống dưới nó tương tự như cái họng kẹt, nó tương tự như họng kẹt, nên là các bác đứng trước loa nghe rất là lớn, nhưng đi sang bên cạnh và đi ra sau loa thì gần như là không nghe thấy tiếng mấy nữa, nó sẽ bé đi rất nhiều. Đây là một điểm đặc biệt của những dòng hỏa tiễn hay gọi là super home. Đấy. Bên em thì trình độ chuyên môn nó cao hơn các bác một tí, không nhiều các bác trình độ cao hơn bên em rất nhiều nên là biết đến đâu kể đến đấy. Đấy. Mọi thắc mắc cũng như là ý kiến đóng góp thì các bác có thể liên hệ qua số điện thoại ở dưới và mô tả để biết thêm thông tin về sản phẩm. Một lần nữa xin trân trọng kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong những clip review những linh phụ kiện âm thanh, những sản phẩm trang thiết bị âm thanh chuyên dùng cho live show sự kiện tiệc cưới và âm thanh home karaoke gia đình cao cấp. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.